Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, thực hiện chủ trương kế hoạch của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, từ nhiều tháng nay, các cấp hội từ cơ sở đến huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi rất thành công. Cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ về địa điểm thi đấu, địa điểm thi một hội thi liên hoan, tiền tài, vật chất cho liên hoan tiếng hát người cao tuổi của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Công ty xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty Bách Gia, Viện Y học Dân tộc, Công ty Thái học, Bệnh viện mắt Thanh An, Bệnh viện mắt Nam Kinh, Bệnh viện mắt Bắc Trung Nam và Nguyễn Thị Việt, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành công. Cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Thanh Hóa, tạp chí Người cao tuổi, các phóng viên đã dự và đưa tin về liên hoan tiếng hát người cao tuổi. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe, hạnh phúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí đã đến dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi và khai mạc liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí trưởng của 27 huyện, thị xã, thành phố, trưởng đoàn câu lạc bộ Hàm Rồng lên sân khấu nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Đoàn của 27 huyện, thị xã, thành phố, câu lạc bộ Hàm Rồng lên sân khấu nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trân trọng kính mời bác Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa lên sân khấu trao cờ cho các bạn. Trân trọng kính mời các đồng chí. Đề nghị với đại diện của 27 đoàn, chúng ta sẽ đứng lùi xuống một vài bước được không ạ? Ngọc Lặc, sau Ngọc Lặc sẽ là đơn vị huyện Cẩm Thủy. Trường dài đắp nước
Trong tâm đôi hát nhìn.
chúc mừng đơn vị huyện Hà Trung đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và tiếp theo xin được mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Rừng Quê Yêu Dấu, sáng tác tự biên bác Phạm Minh Phụng, biểu diễn Phạm Minh Phụng cùng dàn nhạc và tốc búa đến từ đơn vị huyện Ngọc Lặc. Và sau huyện Ngọc Lặc sẽ là đơn vị huyện Cẩm Thủy, sau Cẩm Thủy sẽ là huyện Thường Xuân chuẩn bị. Thank you.
Ngọc Lộc đã hoàn thành xong phần tham gia dự thi của mình. Và tiếp theo, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Màu Hoa Đỏ, sáng tác Thuật Yến, biểu diễn hát và múa tập thể đến từ đơn vị huyện Cẩm Thủy. Sau Cẩm Thủy sẽ là đơn vị huyện Thường Xuân và sau Thường Xuân là thành phố Sầm Sơn chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúc mừng đơn vị Cẩm Thủy đã hoàn thành xong phần tham gia dự thi của mình. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tiết mục Từ Làng Sen, sáng tác Phạm Tuyên, biểu diễn Lò Thị Tuyết cùng với Tốc Múa. Và sau đơn vị Thường Xuân sẽ là đơn vị thành phố Sầm Sơn, sau thành phố Sầm Sơn sẽ là huyện Mường Lát chuẩn bị.
Vâng, xin được chúc mừng đơn vị huyện Thường Xuân đã hoàn thành xong phần tham gia dự thi của mình. Ban tổ chức xin được thông báo, khi chưa đến phần thi của mình, đề nghị các diễn viên sẽ thu gọn đạo cụ và đứng sâu vào bên trong của hai bên cánh gà. Và sau khi hoàn thành xong phần dự thi của mình, các đơn vị sẽ nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới hàng ghế khán giả để tiếp tục cổ vũ cho các đơn vị bạn để liên hoan được diễn ra thành công rực rỡ. Trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tiết mục Khúc Tình Ca Thanh Hóa, tác giả Nguyễn Trọng, biểu diễn Văn Thị Nga, Cao Văn Hiếu và Tốc Múa, đến từ đơn vị thành phố Sầm Sơn. Và tiếp theo Sầm Sơn sẽ là Mường Lát, sau Mường Lát sẽ là huyện Nông. Thank you.
đến bờ suối đã
đến một tiết mục hết sức ấn tượng và nhiều sắc màu trên sân khấu ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin được kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tiết mục Màu Hoa Đỏ, sáng tác Thuận Yến, biểu diễn Lê Diễn và Tốc Búa đến từ đơn vị huyện Nông Cống. Và sau đơn vị huyện Nông Cống sẽ là đơn vị huyện Quảng Xương, sau Quảng Xương sẽ là đơn vị huyện Triệu. Dấn thân và chiến tranh, biết bao người lính đã không trở về. Họ đã mổ ra chùm hoa đỏ phía rừng xa, những chùm hoa làm đỏ lên tôi thắm thêm màu cờ tổ quốc, một màu hoa đỏ hóa mặt trời rơi rồi và phân khúc đất tộc sự trường tồn ánh sáng của đất trời. Trái lên
Nếp sống văn nghệ.